Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay mình quay cho bà con xem về cái mô hình trồng ớt của bà con nông dân ở Đắk Lắk chúng ta và một số vùng khác. Thì hầu như bà con biết á, thì cái ớt á, thì trồng hầu như ở tất cả các vùng ở trên Việt Nam chúng ta. Thì mỗi vùng có những đặc trưng và khí hậu riêng, nhưng mà đối với cái ớt á, thì mình nói sơ với bà con biết á, là nó có rất nhiều bệnh, nhưng mà tiêu biểu nhất á, là những bệnh như là héo rũ nè, rồi bệnh héo xanh do vi khuẩn nè, bệnh tháng thư nè, rồi bệnh thối nhũng nè, rồi bệnh do virus. Thì đó là những cái bệnh chung mà gây hại trên cây ớt. Thì về cái trồng cây ớt á, thì bà con chúng ta nên phòng đi. Thì những cái bệnh này nó đã gây hại trên cây ớt thì nó thiệt hại rất là nhanh và tốc độ lây lan của nó rất là nhanh. Mà cây ớt là cây ngắn ngày, nên có gì bà con á qua đây tham khảo và chia sẻ cho bà con một số cách chúng ta phòng bệnh đó về cây ớt. Thì qua đó bà con cũng nên phòng cho mình đó là sâu hại và côn trùng chích thúc và nhện đỏ. Thì gồm có sâu hại thì có sâu ăn lá, côn trùng thì có bọ trĩ và bù lạch. Thì những cái này bà con chúng ta phải thường xuyên thăm vườn kiểm tra và chăm sóc như thế nào. Thì với cây ớt nó là một cây cũng siêu lợi nhuận. Thì năm 2018 này bà con nông dân ở hầu như ở các tỉnh á đều trồng ớt và nó năng suất rất là cao. Nên qua này mình sẽ nói sơ bà con về một số loại bệnh và đưa ra cho bà con một số phương án để bà con chúng ta phòng. Đó là cách chia sẻ riêng của mình để bà con có một mùa năng suất cao đối với cây ớt. Thì vườn ớt này mình quay á, thì nói chung cũng rất là đều, xanh và đẹp. Thì cũng mới có mấy tháng tuổi thôi. Thì cái này á, là mình hướng dẫn bà con xem. Và cái thứ hai nữa là chia sẻ cho bà con một số phương án mà để phòng bệnh ở trên cây ớt. Thì việc đầu tiên á, là bệnh héo rũ. Có hai đối tượng mà gây bệnh này, đó là do móc trắng do nấm gây ra, và héo xanh cũng do nấm Fusarium gây ra. Thì những loại nấm này nó đều gây hại trên cây trồng khác nhau, và chúng đều phát sinh phát triển thuận lợi trong điều kiện nhiệt độ cao, ẩm độ cao, nhưng thích hợp nhất là đó độ ẩm 25 đến 30 độ C. Thì những hạt nấm này tồn tại trong đất khô, và sau đó là điều kiện ẩm ướt đó, nó bắt đầu là phát triển. Thì về biện pháp phòng trừ á, thì chúng ta phải dọn sạch các mầm bệnh trên đồng ruộng, lưng canh trồng các cây họ khác nhau. Và cái việc đầu tiên nhất là chúng ta phải chọn giống khỏe mạnh nè, tránh làm tổn thương đến nguồn xâm nhập bệnh, giữ ẩm ở mức vừa đủ cho cây, đặc biệt là bón phân cân đối, và chú ý bổ sung canxi để tăng cường sức đề kháng cho cây. Và cái việc mà phun thuốc á, thì mình hướng dẫn bà con là phun nano đồng và nano bạc để phòng cái này rất hiệu quả. Thì hầu như chúng ta có rất nhiều cái loại thuốc để phòng bệnh này. Và cái bệnh thứ hai mình nói bà con là bệnh héo xanh do vi khuẩn. Thì cái việc bệnh héo xanh do vi khuẩn này á, thì nó gây hại hầu như cây ớt là cũng có, ớt, cà chua, một số các loại trồng khác thì nó đều bị hết. Thì cái này mình khuyên bà con nên tưới gốc và phun trên, đó là đồng và bạc. Thì hai cái sản phẩm này thì mình cũng chưa và hướng dẫn cho con phun những ớt rất hiệu quả. Thì ngoài ra bà con chúng ta có thể dùng một số loại thuốc khuẩn khác, nhưng mà cái điều quan trọng nhất của bà con á, mà khi mà trồng ớt á, thì mình chia sẻ với bà con cái này nè, quan trọng là khâu xử lý đất nha. Vườn chúng ta xử lý đất, giai đoạn đất là giai đoạn quan trọng nhất. Nếu chúng ta xử lý sạch mầm bệnh á, thì chúng ta trồng lên những cây trồng mà chúng ta chọn giống thì nó sẽ không có xảy ra mầm bệnh như thế nào. Thì đó là mình hướng dẫn bà con về cái bệnh héo xanh vi khuẩn và một số bệnh khác. Thì bệnh tháng thư cũng vậy, nó cũng do nấm Cretium gây ra. Thì đây là cái bệnh nguy hiểm gây thối quả hàng loạt và thường xuyên xuất hiện vào các tháng nóng ẩm trong năm. Thì cái biện pháp phòng bệnh thì mình cũng nói sơ bà con xem đó. Thì bà con dùng các loại hoạt chất như Casugamycin rồi đó, hạt mango Z, chúng ta phun và tưới gốc luôn. Còn cái bệnh mà thối nhũng do vi khuẩn á gây ra thì chúng cũng thường xuyên tác động vào trái, làm cho trái bị bệnh sụp xuống và teo những cái túi và trong đó có chứa nước. Thì bệnh phát sinh gây nặng á, trong điều kiện nhiệt độ cao, ẩm độ cao, nguồn bệnh tồn tại trên các tàn dư cây trồng và xâm nhập qua vết thương. Thì về cái biện pháp mà phòng và chữa bệnh á, thì con có thể dùng các thuốc có gốc đồng, các thuốc hoạt chất Casugamycin để phòng trị bệnh. Thì đó là mình chia sẻ với bà con về một số cái phương án
phòng chữa bệnh trên cây ớt. Thì qua clip này mình quay để chia sẻ kinh nghiệm của mình với lại những phương án để bà con trồng ớt để đạt được năng suất cao và phòng bệnh. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ quay những cây trồng ở Đắk Lắk và ở những vùng khác nhau ở năm tỉnh Tây Nguyên. Ở khi đi đến vườn, thăm vườn và hỗ trợ cho bà con nông dân, mình sẽ quay lại để bà con có những cái kinh nghiệm trồng cây nông nghiệp và cây rau màu, cây ăn quả, cây ngắn ngày.